Xin chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Đây là chương trình nghiền ngẫm các bài đọc kinh thánh trong Thánh lễ chủ Nhật của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, Texas. Tôi là Linh Mục Du Xe Trần Trung Liêm thuộc dòng Đa Minh. Tham gia trong chương trình hôm nay có sự hiện diện của quý anh chị, anh chị Nguyễn Quang Luật và Tuyết Lan, thầy cô phó tế Nguyễn Hoàng Phong và Tammy. Giờ đây xin mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em cùng với anh chị em chúng tôi chúng ta cùng lắng động tâm hồn Xin Chúa ngự vào lòng và soi sáng để chúng ta cùng nghiền ngẫm các bài đọc kinh thánh của Thánh lễ chủ Nhật thứ 13, chu kỳ phụng vụ 5B của Thường Niên. Chúng ta cùng bắt đầu với bài hát. Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tôi Tình yêu Thiên Chúa bấp bênh Ngài ơi tình yêu thiên chúa như dòng sông em đêm lướt trôi chảy xuôi năm tháng để hôn thớ tâm trong tình mến tình yêu thiên chúa Giờ đây xin mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng lắng nghe các bài đọc kinh thánh của Chủ nhật thứ 13 thường niên chu kỳ phụng vụ 5B. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu, quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử. Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt, họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trên đây chúng ta cùng đáp lại bài đọc thứ nhất bằng Thanh Vịnh số 29. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Lạy, Chúa, con, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ, Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Hỡi những kẻ tính trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời, Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa, là Thiên Chúa con thờ. Xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe bài đọc thứ hai. Đó là trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tên Hữu Thành Corinto chương 8. Thưa anh em, cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào, người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu như thế sẽ có sự đồng đều hợp với lời đã chép kẻ được nhiều thì không dư mà người được ít thì không thiếu giờ đây chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng đó là tin mừng của thánh Marco chương 5 khi ấy đức Giêsu -xu xuống thuyền sang bờ bên kia một đám rất đông tụ lại quanh người lúc đó người đang ở trên biển hồ có một ông trưởng hội đường tên là gia a đi tới vừa thấy đức giê xu ông ta sụp xuống với dưới chân người và khẩn quản này xin con bé nhà tôi gần chết rồi xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống người liền ra đi với ông một đám rất đông đi theo và chen lẫn người có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm. Bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều. Đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức giê -xu, bà lách qua đám đông tiến đến phía sau người và sờ vào áo tròn của người và bà tự nhủ. Tôi mà sờ được vào áo tròn của người thôi thì sẽ được cứu chữa tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh ngay lúc đó đức giê xu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi ai đã sờ vào ảo tôi các môn đệ thưa thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi Đức Giêsu ngõ quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát rung lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta, Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo con gái ông chết rồi làm phiền thầy chi nữa nhưng đức giê xu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường ông đừng sợ chỉ cần tin thôi rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông phêrô ông gia cô bê và em ông này là ông joan các ngài đến nhà ông trưởng hội đường Đức giê -xu thấy kẻ ồn màu và người ta khóc lóc, kêu la ầm mị. Người bước vào nhà và bảo họ, sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người. Cùng đi vào nơi nó đang nằm, người cầm lấy tay nó và nói, Ta li tha khung, có nghĩa là ngày bé thầy truyền cho con trội chạy đi lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc đức giê xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn đó là các bài đọc kinh thánh của thánh lễ chủ nhật thứ 13 thường niên chu kỳ phụng vụ 5B. Giờ đây chúng ta cùng bước sang phần thứ hai của chương trình, đó là phần nghiền ngẫm các bài đọc chúng ta vừa nghe. Bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Khôn ngoan. Thưa cha, tại sao lại được gọi là sách Khôn ngoan và nội dung chính của sách là gì? Sách Khôn ngoan tại sao lại được gọi như vậy? À, tại sao lại có cái tựa đề Khôn ngoan? Thực sự sách này đó được viết bằng tiếng Hy Lạp là một trong các sách đệ nhị quy điển. Tức là nếu chúng ta dùng à, kinh thánh của người Do Thái, à, Cựu Ước tự nhiên thì không có cái bản văn của sách này. Và đồng thời các anh em Tin Lành đó, nếu chúng ta dùng kinh thánh bằng tiếng Anh của các em Tin Lành thì trong cái phần quy điển cũng không có. Nếu có chăng đó thì nó ở phần sau người ta gọi là pseudo pregifer tức là cái phần người ta đặt nhà thứ lục hay là cái đệ nhị quy điện ở đó à, rồi trong công giáo của chúng ta các học giả kinh giáo công giáo của chúng ta ngay từ thế kỷ thứ hai thì đã có những người đặt cái vấn đề về cuốn sách này mặc dù có nhiều học giả vẫn dùng à, nhưng mà đặc biệt là thánh Jeronimo thì ngài không thích cái cuốn sách này lắm À, tuy nhiên, sách này thì được giáo hội công giáo của chúng ta nhận là um, sách được linh ứng ngang hàng với những sách uh, thuộc quy định của tiếng Do Thái, tiếng Hebrew. Thì um, bởi vì nó là bản bằng tiếng Hy Lạp nên theo cái bản 70 đó, thì văn phẩm này được gọi là sách khôn ngoan của Salomon ừ. à, Vì thấy nó có những cái câu như thế này, ở chương 9 từ câu 7 trở đi nói, Chính Chúa tuyển chọn con làm vua của dân ngài và làm người xét xử con trai con gái của ngài cũng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của ngài và xây một bàn thờ trong thành ngài ngự theo như mẫu lều thánh ngài chỉ vẽ cho từ thủa ban đầu thì ai là người xây đền thờ cho Chúa đó là vua Salomon ông là vua chúng ta thấy cái câu này áp dụng vào Salomon thì là đúng nhất không có chê, chê trách hay là không có cãi được à, tuy nhiên ngày nay hầu hết các học giả đều không cho cái sách này là tác giả là Salomon bởi vì ông Salomon là ông sống ông cai trị từ năm à, 971 đến năm 931 tức là khoảng 40 năm trước công nguyên tức là trước Chúa Giêsu khoảng 10 thế kỷ thì cái sách Khôn ngoan này nó xuất hiện là gần gần cái thời Chúa Giêsu bởi vì nó không còn cái tiếng 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 do thái mà thực sự nó là viết bằng tiếng Hy Lạp chứ không bằng tiếng Do Thái bởi cái văn phong của tiếng Hy Lạp nó khác với lại cái cấu trúc nếu mà mình dịch từ tiếng uh, tiếng Do Thái sang cái cấu trúc nó cũng khác gần phong nó rất là tự nhiên ừ. thì có lẽ tác giả là một người Do Thái nhưng mà am hiểu sâu xa kinh thánh rồi ông tin vào Thiên Chúa của cha ông rồi hãnh diện vì được về dân thánh À, đồng dòng giống vẹn toàn theo cái văn uh, ngôn ngữ của ông ấy sử dụng trong cái cuốn sách này. Nhưng đồng thời ông cũng am hiểu văn hóa Hy Lạp, biết triết lý rồi đặc điểm và các phong trào văn hóa Hy Lạp. Có lẽ ông ấy sống ở Alexandria tức là bên Ai Cập đó. À, rồi cái cung cách hành văn nhấn mạnh tới thừa tới cuộc xuất hành rồi đối chọi Ai Cập với Israel, rồi nhất là cái thái độ của tác giả đối với việc tôn thờ súc vật, một điều chỉ có ở Ai Cập. Ừ. Ngoài ra ở Alexandria thời này còn có một cộng đoàn kiều dân Do Thái rất là đông đảo. Nên ta thấy toàn bộ tác phẩm thì được viết bằng tiếng Hy Lạp chứ không phải bằng tiếng Hebrew và cũng không phải là bản dịch từ nguyên bản Hebrew nữa. Ngôn ngữ thì phong phú nhưng mà cái văn phong ở về Hy Lạp thôi. À, thì chúng ta thấy nội dung của cuốn sách này thì làm sao Nhưng chúng ta thấy sở dĩ nó được gọi là khôn, khôn ngoan thì thực sự nó là cái lời mời gọi của đức khôn ngoan nói chung để cho mọi người những người nghe những người đọc đã biết để mà tìm kiếm lẽ khôn ngoan hay là sự công chính của thiên chúa nói chung như vậy nội dung của cuốn sách này thì có nó gồm ba cái phần rõ rệt như thế này từ chương 1 cho đến chương 5 rồi từ chương 6 cho đến chương 9 và cái phần thứ ba là từ chương 10 đến 19 thì cái phần đầu đó là trình bày vai trò của Đức Khôn Ngoan trong vận, vận mệnh của con người rồi so sánh số phận của những người công chính với những kẻ vô đạo ở đời này và đời và sau khi chết nữa. Rồi cái phần thứ hai thì trình bày nguồn gốc và bản chất của Đức Khôn Ngoan cũng như cách để mà chiếm hữu được đức khôn ngoan ừ. cái cách mà con người ta tìm được đức khôn ngoan như thế nào thì trong cái phần thứ hai từ chương 6 đến chương 9 từ chương 10 trở đi thì là tán dương hoạt động của đức khôn ngoan và của thiên chúa trong lịch sử của dân chúa tức là dân được uh, tuyển chọn um, à, đáng chú ý nhất là cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Rồi xen vào giữa phần này là chương 13, chương 15 là mỉa mai việc thờ ngẫu tượng cho thấy hậu quả từ việc thờ ngẫu tượng mà ra thì như thế chúng ta thấy tác giả phải là một người do thái không phải là ông vua salomon có lẽ dùng những cái sự khôn ngoan những lời lõi lời nói những cái câu nói khôn ngoan của salomon bởi vì đối với người do thái cái trường phái cái phong trào hay là cái văn phong về khôn ngoan hay là văn thể về khôn ngoan là bắt nguồn từ salomon là cái người rất là khôn ngoan đối với người Do Thái và đối với cả cái vùng phụ cận cũng thế. Độc giả thì um, có lẽ là người Do Thái nhưng mà là đang sống bên ngoài đất Do Thái. Họ đang sống giữa một thành phố văn minh nhưng cái vẻ hào nhoáng của nếp sống văn minh ở Alexandria đã khiến cho lòng trung thành với Thiên Chúa và lời luật uh, bị lung lay những trường phái triết học nổi tiếng rồi các khoa học cũng phát triển các tôn giáo thần bí khoa thiên văn khoa khoa học bí truyền mời mọc có thể là dụ dỗ họ để mà ra không có ông tôn trọng luật của thiên chúa nữa. Um, thì chúng ta thấy đó là một vài cái điều chúng ta có thể tìm thấy ở trong cuốn sách này. Nhưng mà rồi cái thời gian biên soạn nó có lẽ là phải là ngay trước cái, cái thời gian Chúa Giêsu um, người ta đoán khoảng chừng từ năm 50 đến năm 30 trước uh, khi Đức Giêsu Kitô sinh ra. Nó nó rất là trễ. Um, một thời gian Dạ yeah, đọc một có viết Thiên Chúa không làm ra cái chết. Vậy cái chết đến từ đâu và nếu nó có khởi sự thì cũng có cách để thoát khỏi sự chết phải vậy không thưa cha? Cảm ơn chị Lan. Thiên Chúa không làm ra cái chết, vậy thì cái chết đến từ đâu? Và nếu có khởi sự thì chắc là cũng có cái cách để mà thoát khỏi sự chết. À, một cách tự nhiên á là người thì ai cũng phải chết. Man are mortal, là người tất nhiên là phải chết. À thì chính lời Chúa trong thư Do Thái cũng nhận cái phần này chương 9 câu 27 trở đi. Phận con người là phải chết một lần, chết một lần, không phải chết lần thứ hai. Nhưng nên phải chết. À, rồi thư Roma của Thánh Phaolô cũng vậy chương 6 từ câu 23 trở đi nói như thế này. Lương bổng mà tội lỗi trả cho con người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Thánh Tô, Thánh cũng thấy được cái điều đó. Thì với cái kinh nghiệm và nhận xét tự nhiên thì có sinh là có tử, có khởi sự là chắc chắn phải có kết thúc. Điều này là rất là tự nhiên. Thiên Chúa nhân từ và sáng tạo nên loài người theo hình ảnh và giống người là để làm gì? Là để sống và chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa. Thì xét về thiên phương diện thần học đó Thì Thiên Chúa không tạo ra cái chết Thiên Chúa là của sự sống Thiên Chúa không tạo ra cái chết Như vậy sự chết là do đâu Theo Kinh Thánh thì chết là do tội Tội bất tuân lệnh Chúa Tội muốn bằng Chúa à, Không muốn trong mối dây hiệp thông Đấng sáng tạo và loài thụ tạo Tách rời ra khỏi cái mối dây đó Thiên Chúa sáng tạo con người Con người là tạo vật Loài thọ tạo của Ngài trong cái mối dây tương quan đó thì chúng ta thấy cái mối dây tương quan đó này bị đứt khi mà con người không có lắng nghe lời của Thiên Chúa như ở trong sách sáng thế ngay những chương đầu tiên à, từ chương 2 câu 16 trở đi nói như thế này Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn Ngươi cứ ăn nhưng trái cây của nhưng trái của cây biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn người sẽ phải chết thì trong cái bối cảnh này đó là phản lại hay là không có nghe lời của thiên chúa là cắt đứt cái tương quan là chết thì cái chết đó hiểu như vậy thì cái nhà thần học đầu tiên của Kitô giáo là thánh phaolô cũng hiểu như thế trong chương 5 thư roma câu 12 ngài nói như thế vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội nó liên kết với Adam mà vì cái tội của Adam mà mọi người cũng bị vạ lầy cũng phạm tội luôn và vì cái vì phạm tội mà cái kết quả là là sự chết thì đối với nhà thần học hoặc là kinh thánh thì nhìn như vậy cái tội em, nó là cái nguyên nhân đưa đến cái chết hay là cái chết nó phát xuất từ việc tội chúng ta đọc lại sách bài đọc mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay, tức là sách Khôn ngoan chương 1 từ câu 12 trở đi nói như thế này. Đừng mãi sống lầm lạc và lao vào chỗ chết, chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong. Thiên Chúa không làm ra cái chết và chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Đây là lý do này. Vì người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thụ tạo trên thế giới để hữu ích cho sinh linh chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại âm phủ không thống trị địa cầu quả vậy đức công chính thì trường sinh bất tử à, tác ngoan nói tất cả những cái điều có thể sẽ, sẽ chết xảy ra con người bởi vì tất cả những cái điều đó nhưng mà đức công chính thì trường sinh bất tử đức công chính là cái gì đây à, đức công chính đi kai o là công chính tiếng tiếng, tiếng hy lạp cái ý niệm công chính trong kinh thánh là hàm chứa cái mối tương quan trong trật tự giữa người với thiên chúa thiên chúa là đấng sáng tạo nhân loại con người phải tự nguyện phục tùng chúa đức chúa thiên chúa là tác giả của luật thì cần phải cân thủ uh, tuân tuân thủ luật mà và trở thành người chính trực trước mặt Thiên Chúa cứ theo luật của Thiên Chúa thì trở thành công chính hay là chứng chính trực trước mặt của Thiên Chúa do đó cái mối tương quan thân tình giữa người với Thiên Chúa là bất tử và đó là sự sống nếu mà cứ giữ cái tương quan đó là không có chết mặc dù là cái thể lý mình chứng kiến nhưng mà nó sẽ kéo, kéo dài cái tương quan đó À, trong cái sự sống mai sau đối với chúng ta à, chúng ta tin tưởng như thế như vậy chúng ta biết là thiên chúa là chúa của kẻ sống chứ không phải là thiên chúa của kẻ chết sống là trong cái tương quan với thiên chúa theo cái trật tự của nó chết là tách lìa khỏi cái tương quan với thiên chúa nên tác giả khôn ngoan đã mở mở đầu cái sách bằng một lời khuyên gửi đến những người cai trị trần gian như thế này hãy yêu chuộng đức công chính tác giả không có nói đây là cái lời đầu tiên của sách khôn ngoan hãy yêu chuộng đức công chính hỡi những người cai trị trần gian hãy suy tưởng ngay lành để về đức chúa và thành tâm tìm kiếm người đây là đầu mối tất cả những sự khôn ngoan và là ở nơi này cái lời của sách khôn ngoan đầu tiên như vậy tác giả sách khôn ngoan trước hết là mời các nhà lãnh đạo và tất cả mọi người nói chung tất cả những ai đọc cái sách của ngài là đem ý chí tức là lòng yêu mến đối xử với đức công chính đức công chính đây tức là sự khôn ngoan được đem ra thực hành hành động hợp với luật của thiên chúa và chu toàn thánh ý của người rồi thứ hai là đem lý trí suy nghĩ đúng đắn về thiên chúa thiên chúa công minh thưởng kẻ lành phạt người ác rồi đem tâm hồn đơn sơ chân thành tức là cái điều kiện không thể thiếu được để mà gặp thiên chúa và đảm đẹp lòng người thì theo cái ngôn ngữ như thế thì chúng ta thấy à, đối với thiên chúa thiên chúa là chỉ của sự sống ngài không có làm ra cái chết à, và đó cũng là nếu mà chúng ta nói cái chết nó có cái khởi nguồn như vậy thì chắc chắn phải có cái cách để mà vượt qua. Thì chúng ta thấy à, sự sống và sự sống vĩnh cửu là đức công chính theo cái nhìn của sách khôn ngoan. Nhưng mà đối với Thánh Phaolô Lô, Ngài cũng trình bày cho chúng ta cái hướng để mà nhận được cái sự sống vĩnh cửu đó. Như ở trong chương 5 từ câu 17 trở đi Thánh Phaolô nói như thế này. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất xa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, chúng ta thấy cái ý niệm công chính này, cho trở nên công, thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị thiên chúa kết án thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính mọi người cũng được thiên chúa làm cho nên công chính nghĩa là được sống thật vậy cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời thiên chúa mà muôn người thành tội nhân thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời thiên chúa muôn muôn người cũng sẽ thành người công chính qua trung gian của Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Đức Giêsu Kitô vâng phục chúng ta tháp nhập vào à, sự sống của Đức Kitô qua bí tích thánh tẩy đã bí tích rửa tội là chúng ta trở thành người công chính theo cái nghĩa đó và đối với chúng ta đối với cái nhìn của tác giả sách Khôn ngoan sự công chính là trường cửu chúng ta sống trong cái tương quan thân tình với thiên chúa thì cái tương quan đó nó không có mất đi và À, đó là cái cách để mà chúng ta vượt qua hay là thoát khỏi cái sự chết về cái sự chết đó nó đến từ khi con người bất tuân lệnh của thiên chúa hay là cái cách mà con người phản bội lại cái mối dây đó thì cái mối dây mà chúng ta được tái lập lại qua cái chết và sự phục sinh của đức giêsu kitô sẽ giúp cho chúng ta được sống vĩnh viễn với thiên chúa ừ. sách không ngoan hôm nay nói vì quỷ dữ ghen tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian Vậy quỷ dữ và cái chết có liên hệ gì với nhau và quỷ dữ có phải chết không thưa cha? Cảm ơn chị Tham Mỹ, đây là quỷ dữ có chết hay không? Nhưng mà trước hết, chúng ta quỷ dữ là ai đây? Sách khôn ngoan thì dùng cái danh từ là Diabolos, à, Từng tiếng, tiếng Anh dịch là The Devil, có thể có thể là Satan, nhưng mà The Devil, à, Satana, nó có một cái chữ, một danh từ riêng. Như vậy quỷ dữ ở đây, nhóm rằng phục vụ các giới kinh dịch cái chữ satan trong tiếng do thái nguyên ngữ là tên satan có nghĩa là tên cám dỗ đứa xúi dục hay là đứa mê hoặc thì ở đây tác giả giải thích uh, sáng thế kỷ, sách khôn ngoan đó, tác giả của sách khôn ngoan ngày hôm nay trong cái phần này thì là đang giải thích hay là um, chú thích hay là chú giải về cái chương thứ ba ở sách sáng thế ký tức là sự sa ngã của adam và eva chiếc cơn cám dỗ của con rắn. Cái chết tác giả muốn nói ở đây là cái chết thiêng liêng, tức là việc con người tách rời khỏi tương quan với Thiên Chúa. Hậu quả của cái chết này là cái sự rõ ràng là cái chết thể lý. À, hậu quả của nó là cái chết à, Quỷ giữ ganh tị, có lẽ vì địa vị cao quý của con người giữa công trình sáng tạo, như sáng tạo con người ngang hàng với lại thiên thần. Và vì phần mà Thiên Chúa dành cho con người, À, là giống người, giống như hình ảnh của người Và được ơn bất tử Chính vì vậy mà quỷ dữ ganh tị Có thể nhìn theo cái hướng đó Thì tác giả sách khôn ngoan à, trình bày như vậy Rồi chúng ta thấy quỷ dữ có phải chết hay không? Xét về mặt thể lý Thì quỷ dữ, ma quỷ hay Satan không chết Vì nó có mặt ngay từ lúc Thiên Chúa sáng tạo Rồi cám dỗ Adam và Eva rồi trong suốt lịch sử cứu độ Nó đều xuất hiện để lôi kéo con người Khỏi cái mối dây thân tình với thiên chúa Chúng ta vẫn hiểu ma quỷ là những thiên thần sa đoạn Tức là những hữu thể thiên liêng Không có sát Được thiên chúa sáng tạo Nhưng đã phản bội chúa Và trở thành một sức mạnh đối nghịch với thiên chúa Thì do đó là cái cách mà chúng ta vẫn hiểu Những người công giáo chúng ta vẫn hiểu như thế Rồi vì là những hữu thể thiên liêng Giống như các thiên thần nên không phải trải qua cái chết thể lý như loài người xét về thể lý thì ma quỷ hay là quỷ dữ không có chết tuy nhiên xét về mặt tương quan với thiên chúa tương quan công chính tức là phục tùng thiên chúa thì quỷ dữ đã chết rồi vì là sức mạnh thống chống lại thiên chúa và trật tự mà thiên chúa đã sáng tạo nên xét về cái tương quan với thiên chúa thì nó đã chết rồi nên cái tương quan đó đối với nó là nó không có ở trong cái tương quan mà có cái sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Nữa. Bởi vì nó là ở bên một cái thế giới mà nơi đó không phải là sự sống của Thiên Chúa. Xin cha cho chúng con biết ý chính của bài đọc 1 hôm nay. Cảm ơn anh Phong. Bài chính sách khôn ngoan hôm nay là giải thích trình thuật sáng thế về việc Thiên Chúa sáng tạo nên con người và sự sa ngã của con người. Chúa sáng tạo nên con người theo hình ảnh của Chúa để họ được trường sinh bất tử và chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Rồi quỷ dữ đã cám dỗ con người tìm kiếm hạnh phúc bằng cách sống theo sở thích của mình chứ không theo chương trình và thánh ý của Thiên Chúa. Chính sự bất tôn này đã tước mất mối thân tình với Chúa và làm cho con người phải chết, phải xa lìa Thiên Chúa. Tuy nhiên Chúa luôn luôn mong muốn con người trở lại để được sống vì Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt đó là tư tưởng của sách khôn ngoan ngày hôm nay. Và dạ, trong bài đọc hai hôm nay thánh phaolô có nói về việc lạc quyên. Và dạ, thưa cha đây là việc lạc quyên nào và mục đích là gì ạ à? Cảm ơn chị Lan. Thánh phaolô mà chúng ta đọc các thư của thánh phaolô cũng như ngay cả sách công vụ của tông đồ chúng ta thấy thánh phaolô đề cập đến việc quyên góp cho dân thánh nhiều lần một lần. Rồi Ngài không chỉ đề cập đến mà Ngài còn kêu gọi nhiều cộng đoàn khác nhau. Rồi đồng thời Ngài còn đưa ra những chỉ thị cách thức quyên góp rất là cụ thể. Thí dụ như thư thứ nhất um, Corinto chương 16 từ câu 1 trở đi Ngài nói như thế này. Về việc quyên tiền giúp các người thuộc dân thánh, tôi đã truyền dạy cho các giáo hội, thả, các hội thánh ở Galat như thế nào. Thì anh em cũng như vậy. Đấy, ngài nhắc lại cái việc mà Ngài đã nói với cộng đoàn ở Galat. Thì bây giờ Ngài lại nói với cộng đoàn ở Coimito như thế này. Ngày thứ nhất trong tuần. Mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được. Chứ đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên. Khi tới tôi sẽ cử những người được anh em chấp thuận đi Jerusalem. Mang thư và quà anh em đã rộng rãi quyên tặng. Và nếu xét là tôi nên đi thì họ sẽ cùng đi với tôi, à, như vậy, đó nhiều lần nhiều cộng đoàn khác nhau. Và ngài nói là đi Jerusalem. Như vậy dân thánh ở đây đó là các Kitô hữu ở Jerusalem. Ừ. Thì ngài vẫn là quyền nhiều nơi khác nhau cho cộng đoàn ở Jerusalem. Ừ. Thì có lẽ rất sớm là chúng ta đã thấy cộng đoàn ở Jerusalem hay là các Kitô hữu ở Jerusalem đã cần được tài trợ vì tình trạng bị kỳ thị, bị bách hại tại Jerusalem nên cộng đoàn ở đây trở nên rất là túng thiếu, rất là thiếu thốn. Như thư Roma chương 15 câu 25 trở đi ngài nói như thế này: Bây giờ tôi còn phải đi Jerusalem để phục vụ dân thánh ở đó. Vì miền Macedonia và miền Achaia đã có nhã ý đóng góp để giúp những người nghèo trong số dân thánh ở Jerusalem. Họ đã có nhã ý làm như vậy Nhưng thực ra họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó Ngài <laughs> nó rất khó Một mặt đó là họ tự nguyện nhưng một mặt khác hay nói là các kỳ tổ hữu ở nhiều nơi khác nhau có cái bổn phận để mà chia sẻ với những các kỳ tổ hữu khác. À, bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của dân thánh ở Jerusalem thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại. <laughs> Chúng ta thấy Ừ. đối với thánh Phaolô thì ngài nhìn thấy Jerusalem cộng đoàn Jerusalem là cộng đoàn mẹ từ cộng đoàn này mà sinh ra các cộng đoàn bởi vì các tông đồ từ cộng đoàn này là các phó tế cũng vậy hay là các kêu tố từ cộng đoàn này đi những cái nơi khác lập các cộng đoàn con thì để mà ban phát ân sủng của Thiên Chúa cho họ thì đối với những cộng đoàn mới được thành lập ở ngoài Jerusalem họ có bổn phận đóng góp về vật chất cho cộng đoàn mẹ đó, ngài vẫn nhìn như thế ừ. À thì cái việc quyên tiền này là một mối bận tâm lớn của Thánh Phaolô vì ngài thấy đó là dấu hiệu và bằng chứng của tình hợp nhất giữa các giáo đoàn ngài đã thành lập. À rồi với giáo đoàn trên đất Palestine, tức là ở bên ngoài Palestine và bên trong Palestine và đặc biệt là Jerusalem. À, đồng thời chúng ta cũng thấy ý nghĩa của cuộc làm quyên là quyên giúp hội thánh Jerusalem là để thể hiện lời ngôn sứ Isaiah chương 60 thì chương 62 nói về sự hợp nhất dân Do Thái với lại dân ngoại. Lúc đó chúng ta thấy đây là cái phần thứ ba của Isaiah nói về cái sự huy hoàng của Jerusalem. Mọi dân trên mặt nước mặt đất sẽ tuấn về Jerusalem. Đó là cái hình ảnh. Thì ở Isaiah chương 62 từ câu 11 trở đi nói như thế này. Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất hãy nói với thiếu nữ sion kìa ơn cứu độ ngươi đang tới kìa phần thưởng của ngươi theo sát một bên thành tích đi ngang trước mặt chúng sẽ được gọi là dân thánh à, ở jerusalem đấy, là những người được đức chúa cứu chuộc còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng là thành không bị bỏ Thì chúng ta thấy cái danh từ dân thánh để nói về dân thành jerusalem là đã có ngay ở trong sách isaiah chương 62 mươi thôi xin cha giải thích cho chúng chúng con cầu Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có Đức Giêsu vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự trở tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có Chúng ta đọc thử một đoạn văn khác của Thánh Phong Lô nói về việc Đức Giêsu Kitô tự hạ mình thế nào. Đây là cái đoạn văn nổi tiếng ở trong thư Philippe chương 2 từ câu 6 trở đi. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu chủ vật trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thì đoạn văn Philippe nơi đây thì nói về Đức Giêsu Kitô chút bỏ cái phú quý vinh xa vinh quang của của thần tính ngài để chúng ta được hưởng những phú quý đó à, và chúa cha đã siêu tôn người vì công việc đó chúa cha đã siêu tôn người vượt trên hết tất cả còn cái đoạn văn của chúng ta ngày hôm nay ở hai corinto thì là quy về cái công trình cứu độ và lòng quảng đại của đức kitô như là một gương mẫu để các kitô hữu corinto bắt chước Ngài dựa vào cái việc mà Đức Giêsu Kitô đã hạ mình đã từ bỏ tất cả như vậy để mà khuyến khích người các tín hữu ở Cô-ri-n-tô đóng góp cái việc mà lạc quyên ngài muốn đưa ra ở nơi đây. Thì thực ra chúng ta thấy sự quảng đại của Đức Giêsu Kitô là gương sáng để mọi kỳ tư hữu noi theo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn dựa trên những điều khác để mà khích lệ lòng quảng đại của các kỳ tư hữu ở Cô-ri-n-tô trước hết. Ngài nói về lòng quảng đại của các cộng đoàn khác. Ngài nơi đây Ngài nói tới những người ở Macedonia, dù họ nghèo, họ đang túng bấn, nhưng mà họ cũng rất là quảng đại trong việc quyên góp này. <laughs> ngài khích lệ những người kia hay là khích tướng, dùng cái kiểu khích tướng như vậy. Rồi thứ hai nữa là lòng nhiệt thành và đức tin, đức ái của chính các cư tử ở đây. Ngài dựa vào những điều, đó, những cái điều tốt lành, những cái đức tính rất là nổi nổi tiếng của họ. Ngài dựa vào những cái điều đó nữa. Rồi cái điều thứ ba là Thánh Phaolô cũng nhắc các cái tín uh, hữu Corinto về tình trạng mà họ đang có, tức là họ trong cái tình trạng dư giả dạ, nên chia sẻ với những người nghèo ngài nhắc tất cả những rất là khéo ở trong cái 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 chuyện mà ngài nhắc không những là bổn phận nhưng mà ngài đưa tới nhiều cái việc trước hết là cuộc lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, những nơi họ cũng quảng đại như vậy anh em đã nổi tiếng như thế này mà chẳng lẽ anh em thua. <laughs> Thì không biết Ngài quyên được bao nhiêu nhưng mà đây là những cái cách mà ngài uh, ngài định là quyên mà không phải cho ngài cho um, cộng đoàn uh, mẹ ở Jerusalem. Thưa cha Thánh Phaolô có ý gì khi nói Kẻ được nhiều thì không dư Mà người được ít thì không thiếu Cảm ơn anh Phong Chúng ta nhớ trong dụng ngôn những nén bạc Thì có cái câu chương tin mừng của Thánh Matthew chương 25 câu 18 trở đi thì nói như thế này Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó Mà đưa cho người đã có 10 yến Vì phàm ai đã có thì được cho thêm Và sẽ có dư thừa còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi thì chúng ta trong cái phần này thì chúng ta đấy đây là cái cách ông chủ thưởng người đầy tớ tài giỏi và trung thành và phạt cái tên đầy tớ tồi tệ và biến nhát còn cái câu của thánh phaolô ở nơi đây thì lại không có giống như thế nó hầu như là hoàn toàn khác kẻ được nhiều thì không dư mà người được ít thì không thiếu chẳng lẽ đây là cái cách phân chia theo nhu cầu hoặc theo đức bác ái của các tín hữu thời sơ khai chăng. Chúng ta đọc lại cái sinh hoạt hay là cái đời sống của giáo hội thời sơ khai ở trong sách công vụ công tông đồ đặc biệt là ở chương 4 từ câu 32 trở đi. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Rồi trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu phân phát theo nhu cầu chứ không phải là là um, theo công lanh, theo cái nhu cầu của từng người đương nhiên là pháp như vậy là nó sẽ khác nhau không phải đồng đều mỗi người thí dụ như có được phát 100 không có một người có thể năm chục có một người có thể một trăm năm chục thí dụ như vậy theo cái nhu cầu chứ không phải là đồng đều thì đây là cái đức bác ái được thực hành ở trong cộng đoàn các tín hữu thời sơ khai đặc biệt là bên Jerusalem thì cộng đoàn thời sơ khai họ sống thương yêu và chia sẻ với nhau từ vật chất đến tinh thần rồi đến đời sống thiêng liêng nữa nghi thức bẻ bánh được thứ cầu nguyện họ luôn luôn như vậy nhưng cái thời gian ấy như đã qua rồi chúng ta bây giờ họ trở nên túng bấn có thể là một thời gian họ bị bách hại nhiều mà trốn chui trốn nhủi không có được làm những công việc chính thức bên ngoài có thể là như vậy nên từ từ cái kinh tế là cái tài tránh nó xuống bây giờ họ cần nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt nữa cái cộng đoàn đó bây giờ các tông đồ những người lãnh đạo hầu hết là đi tản đi khắp nơi để mà đi rao giảng nên họ cũng thiếu thốn về tinh thần nữa ừ. nhưng mà cái lời mà thánh phaolô ở nơi đây kẻ được nhiều thì không dư mà người được ít thì không thiếu hình như là đang nói về cái điều gì khác đó chứ không phải là cộng đoàn tín hữu thời sơ khai ở jerusalem và quả thực đây là cái lời trưng dẫn kinh thánh của thánh phaolô và đó là từ sách xuất hành chương 16 câu 18 khi mà nó nó về mana về thần chiếu ban cho dân um, đang đi ở trong hoang địa đó thì đây là những cái um, điều được thuật lại ở trong sách xuất hành chương 16 từ câu 12 trở đi. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách, vậy ngươi hãy bảo chúng rằng vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều chim cút bay đến rợp cả trại và buổi sáng thì có lớp xương phủ quanh trại. Rồi khi xương tan đi thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như xương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế họ liền hỏi nhau: "Manhu" nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môi-se bảo họ: "Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn." đây là điều đức chúa đã truyền mỗi người hãy tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lượng mỗi người một đấu theo tùy theo số người mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng lều với mình à, rồi xuất hành à, nói về những điều đó những người có những người lấy nhiều cũng không có dư mà lấy ít thì cũng không có thiếu cũng ở trong cái bối cảnh này thì đây này, chương câu 17 trở đi. Con cái Israel đã làm như thế. Họ lượm kẻ nhiều người ít. Rồi họ lấy đấu đông. Kẻ có nhiều thì không dư. Người có ít thì không thiếu. Thánh Phaolô Lô trình dẫn cái câu này. Thì mỗi người đã lượm tùy theo sức của mình ăn được bao nhiêu. Thì Thánh Phaolô Lô trình dẫn ở nơi đây. Thì xuất hành, sách xuất hành thì nói về mana được cung cấp đồng đều cho con cái Israel. Một cách nào đó tùy nhu cầu của từng người người lấy nhiều cũng không dư còn người lấy ít cũng không thiếu nhưng mà khi trưng dẫn hay là trích dẫn cái câu như vậy thì thánh Phaolô liên kết lịch sử dân chúa với tình trạng và đời sống của giáo hội bây giờ cũng là đang lữ hành đó mình cũng đang hướng về thôi thì bây giờ chia nhau hay có ngài cũng dùng cái cách đó nhiều cái cách khác nhau để ngài khích lệ um, các tín hữu thành corinto để họ đóng góp trong cái việc mà ngài muốn là quyền cho cộng đoàn tín hữu ở jerusalem Xin cha cho chúng con biết ý chính của bài đọc 2 hôm nay. cảm ơn chị Tammy Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay nhắc nhở con tin nữ thành Cô Nên Tô chia sẻ cái sự thiếu thốn của các tín hữu ở Jerusalem thì thánh nhân quyên góp từ các cộng đoàn để trợ giúp tình trạng túng bấn của cộng đoàn ở Jerusalem. Ngài dựa vào sự quảng đại đóng góp của các cộng đoàn khác, rồi nhất là sự quảng đại tuyệt vời của Đức Giêsu Kitô để khuyến khích các Kitô hữu ở Corinto đóng góp cho cộng đoàn các Kitô hữu ở Jerusalem. Xin cha cho chúng con biết Chúa Giêsu đang ở đâu và đến đâu trong câu khi ấy Đức Giêsu -xu xuống thuyền sang bờ bên kia. Cảm ơn phong. Khi ấy Đức Giêsu -xu xuống thuyền sang bờ bên kia là ở đâu đây? Khi chúng ta nghe tin mừng nhắc đến việc mà Đức Giêsu dùng thuyền là chúng ta biết chắc người đang cùng với các tông ở Galilee biển hồ Galilee tức là Bắc Palestine bởi vì Jerusalem thì không có biển hồ, nữa. có cái biển chết ở gần Jerusalem thôi Nhưng mà đó là nơi khác nhưng mà đích xác là chỗ nào thì chúng ta phải kiểm tra lại trong những cái phần những cái chương khác của trong cùng cái bản tin mừng của thánh Marco bài tin mừng của chúng ta là từ câu 21 đến câu 43 trong chương 5 của tin mừng Marco thì ở chương 5 câu 1 đó chúng ta đọc được cái điều như thế này Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ vùng đất của dân Gerasa người vừa ra khỏi thuyền từ tàu đám mồ mạo có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Thì chúng ta thấy đó cái, cái trình thuật đó, sau đó kể lại cái việc mà Chúa Giêsu chữa cho trừ um, quỷ cho cái anh ta đó. Rồi kết thúc cái trình thuật này thì Đức Giêsu Kitô um, um, thì thánh Phô Marco thuật lại như thế này, câu 16. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra như thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo Bây giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Vùng đất của họ là cái vùng Gerasa đó. Rồi câu 18, Chúa Giêsu xuống thuyền, rồi đi. Thì cái, cái anh kia anh tới, anh muốn đi theo ngài nhưng mà ngài nói cứ về đi. Rồi à, anh ta ra đi Rồi bắt bắt đầu rao truyền vào trong miền thập tỉnh. Miền thập tỉnh đó là ở bên à, bên phía đông của uh, sông uh, của của hồ Galilee nhà phía đông như vậy là cái việc này mà Chúa Giêsu lúc này đó Chúa Giêsu đang ở phía đông của biển hồ uh, Galilee thì uh, tiếp theo ngay sau đó Đức Giêsu xuống thuyền và trở sang bờ bên kia tức là chúng ta vẫn là hồ Galilei, nhưng hồ bên kia phía phía đông thì bây giờ Chui Su phải đi về hướng về phía bắc hoặc là ta vì men men những cái miền hồ đó nó có nhiều nó có nhiều cái chỗ để mà đậu lại thuyền người ta đậu lại hoặc là có buôn bán cái gì đó thì chúng ta thấy là Chui Su đi về bên kia có thể lên phía bắc hoặc là sang phía tây chẳng ừ. thì bây giờ chúng ta không biết ở chỗ nào à thì nếu mà chúng ta biết ở chỗ nào đó thì ở chương 3 chúng ta đọc được cái câu như thế này. Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ định xem Đức Giêsu có chữa người ấy vào ngày Sa-bát không. Cái hội đường này là hội đường nào? Đó là hội đường ca phác nô ở chương 3 đó. Và và chương 3 đức câu 7 chúng ta cũng được biết như thế. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ. cứ chung quanh cái biển hồ Galilee nó rộng lắm, người ta cứ gọi là biển hồ. Nhưng mà ở phía nào thì chúng ta phải xem lại. Rồi người lên núi và gọi à, đến với người những kẻ người muốn và các ông đến với người rồi người lập nhóm 12 để các ông ra đi và chỉ quỷ thí dụ như. Rồi người trở về nhà Nhà này là nhà của ai? Nhà này là nhà của ông Phêrô Nhà này ở chỗ nào? Caphanum. Thì chúng ta biết đây là Chúa Jesus chú, chú, đang sinh hoạt ở đang hoạt động ở ở Kafanum. Rồi chương 4 câu 1, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ, cũng là phía gần Caphanum đó hoặc là bên đó nó có một vài cái bờ biển bờ biển Siberia bờ biển Kafak Naum một đám rất đông người tụ họp chung quanh người nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển rồi ngài giảng dạy cho họ cái dụ, những cái dụng ngôn à, rồi um, câu 35 Giêsu nói hôm ấy khi chiều đến Đức Giêsu nói với các môn đệ chúng ta sang bờ bên kia đi tức là nó phải là một quãng về quãng thì cái bờ bên kia là chỗ nào là ngài đi ghe ra xa chúng ta thấy rồi từ ghe ra xa ngài nói trở lại cái bờ bên kia tức là cái phan người ngài trở lại phải ngài cứ đây chúng ta nếu mà thấy bản đồ thì chúng ta thấy là bên bên phía đông của uh, biển hồ Galilee có cái vùng uh, Gerasa hay sao Gaza Ga, Ga, Ra đó là cái phần lớn cả một cái tỉnh được là thằng vùng thập tỉnh đó thì có lẽ cái chỗ mà Chúa Giêsu chữa cái anh bị um, quỷ ám đó là ở Gaza thì nó ngay cái sát cái bờ biển hồ rồi phía bên trên đó chúng ta thấy có Bethsaida, rồi bên kia tức là bên bắt đầu bắc và là tả ngạn của uh, biển hồ Galilee thì chúng ta thấy có Corazin, được cao rồi Genezaret, rồi chúng ta xuống dưới này thì chúng ta thấy có Tiberia, thì cái cái vùng biển hồ nó là như vậy. thì Chúa Giêsu từ cái vùng mà uh, Chúa Giêsu um, đã chữa cái anh uh, bị quỷ ám ở, ở gần mùa mạ đó là bên phía đông của biển hồ Galilee. Rồi bây giờ Chúa Giêsu về lại là Chúa Giêsu về lại Cafano và như vậy những câu chuyện mà chúng ta thấy xảy ra nơi đây là xảy ra ở Cafano. Thưa cha, tại sao Chúa Giêsu muốn tìm ra người đã đụng vào áo của mình và nếu bà bị băng huyết không thú nhận thì điều gì có thể xảy ra cho bà? Cảm ơn chị Thanh à nếu mà bà không thú nhận thì chuyện gì có thể xảy ra cho bà? Cái câu hỏi này cũng rất là lý thú đây. Nhưng mà chúng ta đọc lại cái trình thuật này để chúng ta hiểu thêm bối cảnh và phản ứng của Chúa Giêsu. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đã, đã nhiều đến tán ra bại sản mà vẫn tiền mất tật mang lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lánh qua đám đông, bà lách qua đám đông tiến về phía sau người và sờ vào áo của người và tự nhủ tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu và tự nhủ như vậy một cách rất là chắc chắn rồi thánh ma cô thuận lại tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh Đó. chỉ có mình bà biết thôi này nó quá ngon rồi bà chỉ đụng vào với cái niềm tin sắt đá như vậy bà, bà nghĩ chỉ cần đụng vào thôi là bà chắc chắn sẽ được khỏi và bà được nghĩ câu chuyện đó nếu mà nó xong như vậy thì cũng chẳng ai biết hết nữa bà chỉ mình bà biết thôi cái bệnh này mà là cái bệnh bà đây chữa trị nhiều rồi tức là có nhiều người biết bà bị bệnh nhưng mà đám đông này chắc là không biết bởi vì đang chú ý tới Chúa Giêsu không để ý tới bà. Bà lách lách qua giữa những cái người đó rồi bà đụng vào cái áo của Chúa Giêsu thôi, đâu có cần đụng vào người của Chúa Giêsu. Thì tiếp theo tin mừng Thánh Marco nói vậy. Ngay lúc đó Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi Ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa, thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu đấy các môn đệ thì nói là sờ vào tôi tức là sờ vào mình của Chúa Giêsu ừ, <laughs> Chúa Giêsu chỉ nói là sờ vào áo thôi mấy cái ông tông đồ muốn bảo vệ Chúa nhiều hơn thêm thắt là nhưng mà đấy chúng ta thấy là cái câu chuyện mang cổ rất là tinh tế Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó Chúa Giêsu biết rồi nhưng mà Chúa Giêsu hỏi thôi không? Chúa Giêsu hỏi các tông đồ nhưng mà chắc chắn bà kia cũng biết À, nhưng mà rồi các tông đồ thay thay mặt bà để mà mà nói không thể nào tìm ra người đó đâu. Chúa Giêsu biết, Chúa Giêsu mới ngó quanh để mà nhìn người phụ nữ đó làm được không phải là tìm nữa nhưng mà nhìn. Chúa Giêsu nhìn thấy bà. Thì câu 33, bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. À, bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người, nói hết sự thật nhé suốt 12 năm trời khổ sở vì cái bệnh này cứ như vậy chữa trị nhiều nơi mà không có hết thì Chúa Giêsu nói với bà này con lòng tin của con đã cứu chữa con con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh Chúa xưa nói về bình an về bình an đấy nếu mà bà không có xuất hiện nhiều khi trong lòng của bà vẫn phải dây dứt bà chưa cảm ơn nữa mà rồi đôi khi Đấy. Đây là cái cơ hội của bà Chúa gọi ra nhưng mà là cái cơ hội cho bà nên, nên Chúa Giêsu mới nói Khi mà bà nói hết tất cả sự thật như vậy Thì mới thấy là bà là một người rất là kiêm tốn Bởi vì nói cái sự bí mật như thế này Giữa thanh thiên bật nghịch như bao nhiêu người như Người ta chen lấn Chúa Giêsu như vậy là rất đông người Chứ không phải là chỉ có chừng vài chục người Rất là đông Mà bà phải nói hết sự thật nói hết sự thật mà ai cũng nghe hết là cả một cái cái cử chỉ rất là khiêm tốn tâm sự hết như vậy nhờ như vậy mà bà được bình an và bệnh của bà là khỏi hẳn thì chúng ta biết là cái người mang cái bệnh này trong tình trạng máu những máu là sự đối với người do thái là bị ô uế bà là trong cái tình trạng ô uế triền miên và những ai tiếp xúc với bà cũng bị nhiễm uế. Tuy bệnh của bà là một bệnh bí mật nhưng mà ảnh hưởng đến những người khác. Cách này cách khác. Có thể là người ta không biết nhưng mà cũng có ảnh hưởng. Như vậy đó khi Chúa Giêsu kêu bà ra trước mặt toàn dân thiên hạ như thế này và một cách Ngài chữa bà lành bệnh như vậy là Ngài cũng công khai hóa cái tình trạng thanh sạch của bà là người ta sẽ không có phản nạn nữa. Nên đó là những cái hậu quả, những cái kết quả rất là, là mạnh để nói lên cho chúng ta biết được cái cái, cái 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 tình trạng của bà. Nhưng mà đồng thời khi mà Chúa Giêsu gọi bà ra để mà ngài một cách nào đó ngài công khai hóa là bà từ bây giờ trở đi bà là cái người đã được lành sạch nên không lo về cái chuyện kia nữa. Thì có thể đó đó là cái cái hình ảnh. Nếu mà bà không có xuất hiện thì thực sự là bà không có được bình an rồi những người chung quanh cũng không có biết Bà không có cái cơ hội để mà biện minh cho mình nữa. Dạ thưa cha, tại sao Chúa Giêsu nghiêm cấm không được để một ai biết việc người cho bé gái được sống lại và còn căng dặn cho con bé ăn nữa? Cảm ơn chị Lan. Việc Đức Giêsu ngăn cấm người vừa được chữa lành, vừa được trừ quỷ, loan báo tin vui và chắc chắn không được để một ai biết việc vừa xảy ra là một mệnh lệnh chúng ta thấy khá phổ biến trong các tin mừng nhất lắm đặc biệt là tin mừng của thánh marco à, năm 1901 thì có một người tên là à, William brick à, ông là một thần học gia giáo phái lutheran và cũng là nhà phê bình kinh thánh thì ông ta đọc uh, tin mừng của thánh marco và ông ta đưa ra một cái thuyết gọi là bí mật kitô À, trong tin mừng của Thánh cô và đây là cái nhận xét của ông có nó có nhiều điểm nó cho ông thấy cái chủ cái lý thuyết của ông là nó hướng về cái lý thuyết của ông ấy, như vậy trước hết là Đức Giêsu công khai ra lệnh cho quỷ dữ phải im lặng không được bày tỏ bản tính Thiên Chúa của người cho ai hết. khi mà ngài đuổi quỷ ra ngài ra lệnh cho nó điều thứ nhất điều thứ hai là Chúa Giêsu nghiêm cấm không cho công chúng biết phép lạ người vừa mới làm ừ không cho không cho người ta công khai hóa Rồi điều thứ ba là Đức Giêsu truyền cho các môn đồ phải giữ im lặng về người khi mà các ông tuyên xưng niềm tin ngài không có được cho ai biết. Rồi điều thứ tư là Đức Đức Giêsu cố gắng giữ bí mật hành tung của mình không muốn ai biết người đang ở đâu. Nãy anh phòng đặt ra câu hỏi Chúa Giê-xu đang ở đâu người cũng có liên quan tới chỗ này. Chúa cứ đi tới đi lui đi qua đi lại nhưng mà này, chúng ta cứ tìm cách để mà chúng ta biết được Chúa Jesus ở đâu. Nhưng mà đối với Đức giê Kitô, ngài không muốn hành tung của mình cho ai biết hết. Ừ. Rồi cái điều thứ uh, thứ năm là Chúa Jesus hướng dẫn riêng cho một số các môn đồ, ngài dạy riêng họ, không có được chia sẻ với ai hết. Ngài dạy một cái nhóm nhỏ thôi, là vẫn giữ bí mật. Rồi cái điều thứ sáu là Ngài dùng dụ ngôn mà dạy người ta Bởi vì Ngài không có dùng Ngài dạy cái điều gì mà Ngài không dùng dụ ngôn Dụ ngôn có thể người ta hiểu Và cũng có thể không hiểu Rồi ngay cả việc mà Chúa Giêsu Dạy dỗ các môn đồ một cách riêng Và cặn kẽ như thế các ông vẫn không hiểu. <laughs> đó là chúng ta thấy cái cái lý thuyết mà ông này đưa ra chúng ta thấy rất là là có lý bởi vì nó thấy có những cái sự kiện đó xảy ra trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Lý do vì mọi người đều nghĩ có lẽ đây là cái lý do chính mà ma-cô đặt Đức Giêsu Kitô trong một cái bí mật như vậy là vì mọi người đều nghĩ đấng Kitô đến cứu dân Do Thái khỏi tình trạng nô lệ ngoại bang nên Đức Đấng Kitô phải là người quyền năng và dùng quyền mà giải thoát dân. Không ai có thể tưởng tượng Đấng Kitô đến để giải thoát và cứu chuộc nhân loại bằng cách chịu khổ hình, bị giết chết rồi sống lại hay là phục sinh. Không ai có thể nghĩ được cái điều đó. Điều này được Marco trình bày rất rõ ở giữa Tin Mừng của mình. Ngay sau khi Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô thì Marco chương 8 câu 30 viết như thế này. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ bị giết chết và sau ba ngày sống lại người nói rõ điều đó không úp mở ông Phê-rô liền kéo rưới người ra và bắt đầu trách người nhưng khi đức giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ người trách ông phêrô satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của thiên chúa mà là của loài người. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng cái cách mà Marco trình bày rất là rõ lúc mà Chúa Giêsu công khai hóa cái thân phận của ngài thì các ông không có hiểu bởi vì cái chương trình của thiên chúa là khác. Ừ. Rồi như vậy chúng ta thấy trong cái trình thuật của bé gái 12 tuổi được sống lại cũng vậy. Đức Giêsu không muốn người ta nghĩ Đức Kitô đến để giải thoát nhân loại với quyền năng lạ lùng của mình cho ngay cả người chết cũng được sống lại. Tại sao Đức Giêsu phải căn dặn người ta cho bé gái vừa được sống lại ăn? Thực sự đã trở lại sự sống bình thường và sau một thời gian không có thực phẩm thì con bé cần được ăn để phục hồi sức khỏe hoàn toàn một cách tự nhiên như thế. Nhưng mà có lẽ cái việc mà Chúa Giêsu nhắc nhở như vậy là không nhầm để nói lên cái phép lạ là thực cho bằng việc này cho thấy Đức Giêsu Kitô rất là con người, ngài để ý đến nhu cầu thể lý của em bé vì em cần lương thực để tồn tại. Đồng thời, có lẽ đây cũng là cái ý tưởng khác, rằng Đức Giêsu Kitô như muốn gửi đến mọi người lời nhắc nhở là hãy chú ý tôn trọng và bảo vệ sự sống đã được trao tặng cho ăn là cái cách để mà bảo vệ cái sự sống thì có lẽ đó cũng là cái cách mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người người đọc hoặc là những người trải qua ở trong cái câu chuyện. Đó. Xin Cha cho chúng con vài lời khuyên làm thế nào để tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Cảm ơn anh Luật. Bài tin mừng hôm nay là một trình thuật việc Chúa Giêsu làm hai phép lạ trong một cái bối cảnh. Trước hết là người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành do chính lòng tin của bà vào con người và quyền năng của Đức Giêsu Kitô. Trong trường hợp này thì Đức Giêsu thụ động mà năng lực tự con người của Đức Giêsu -xu phát xuất chữa lành cho cái người đó và vì lòng tin của người nhận Chúa Giêsu thụ động rồi cái phép lạ thứ hai là em bé đã chết được chính đức Giêsu đến cầm tay và truyền cho trỗi dậy, cho cái lời nài xin của ông bố và niềm tin của ông cũng như những người lớn ở trong gia đình như vậy chúng ta thấy niềm tin là cái điều quan trọng niềm tin của cái cái bà thiếu phụ đó có thể làm cho phép lạ um, xảy ra từ đức Giêsu Kitô qua qua cái niềm tin rất là mãnh liệt của bà như vậy thì rồi cái câu chuyện thứ hai là cái lời nài xin cũng như niềm tin của gia đình của những người khác cũng có thể giúp chúng ta như vậy đấy chúng ta thấy niềm tin rất là quan trọng nhưng mà đôi khi người ta nghĩ niềm tin là một cái sức mạnh làm cho mình có thể nhắm mắt lại trước những người cảnh không, không phải người ta nói niềm tin không phải là nhắm mắt lại trước những khó khăn những thất bại nhưng mà đó là một sự tin tưởng cho dẫu bây giờ tôi có thất bại tôi cũng sẽ không thất bại mãi mãi rồi dẫu bây giờ tôi có bị thương tổn, tôi cũng sẽ được chữa lành. Đó là cái sự tin tưởng là sự sống thì quý giá và tình yêu thì mãnh liệt. Tình yêu được thể hiện nơi Đức Jesus Kitô rất là mãnh liệt, đến độ mà nó tự động nó tuôn trào ra bên ngoài cho những người khác thì có lẽ trong cái bối cảnh đó chúng ta đặt là niềm tin cũng như sự phó thác của chúng ta và Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay bài đọc một nói về sự chết cũng sự sống thì chúng ta thấy chúng ta không có thể chối bỏ được cái cái thực tại đó là con người ai cũng chết hết. Thì đây cũng những cái câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta. Có một bé gái đang hấp hối và em rất là sợ thì cha xứ rất là quen thân với gia đình và cũng biết em nên đến gặp à, một hồi sau một hồi trò chuyện thì em nói là em rất là sợ thì cha mới nói này con giả sử cha nói là muốn ôm con vào lòng và bế con lên trên lầu với một nơi tới một cái căn phòng đẹp ở tầng trên cùng của ngôi nhà nơi đó con có thể nhìn xa hơn từ cửa sổ và thoải mái hơn thì con có chịu hay không con bé trả lời tại sao không cha có thể làm bất cứ điều gì cha thích với con bởi vì con biết cha thương con và con cũng thương cha nữa. À, vậy thì cha nói, cái mà người ta gọi là chết cũng giống như vậy. Chúa Giêsu người cha hiền từ nhất của con đang đấng yêu thương con hơn bao giờ hết. Khi thời điểm của con đến sẽ ôm con vào lòng và bế con vào một trong những dinh thự đẹp nhất của Ngài. Vậy nên con không cần phải sợ, phải không? Ngay vậy em bé nằm ngay ngắn trên gối và nhắm mắt hài lòng chờ đợi chúng ta ai cũng phải vậy thôi thực sự là chúng ta đối với sớm muộn như vậy trong cái hoàn cảnh này là em bé với sự sợ hãi như vậy nhưng mà với những cái lời khuyên rất là đơn sơ làm cho em bé yên lòng thì chúng ta thấy đối với chúng ta là như vậy không có thể phải nhận được cái điều đó nhưng mà năm 1973 nó có một cái bài bình luận một vài cái lời bình luận rất là thú vị của cái vị giám đốc cái, cái trung tâm xạ trị và à, và x-quang à, ở bên New Zealand được đăng trên cái tờ báo North Evening Standard ở nơi đó, à, người ta kể lại như thế này: ung à, thư khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ về chất lượng cuộc sống của họ, mọi thứ họ làm đều mang ý nghĩa thâm sâu hơn và họ nhận được nhiều hơn từ cuộc sống trên thực tế một số người không bao giờ thành người hoàn toàn và thực sự cho đến khi mắc bệnh ung thư đây là cái nhận xét của chúng ta trải qua rất là nhiều điều trị chúng ta đây là cái nhận xét tất cả chúng ta đều biết rằng một lúc nào đó mình sẽ chết nhưng căn bệnh ung thư khiến con người phải đối mặt với điều đó cụ thể không biết được ngày nào nhưng mà chắc chắn họ sẽ tiếp tục sống với niềm vui thú vị hơn chỉ vì họ đã phải đối mặt với nỗi sợ chết bệnh nhân ung thư không chết, họ đang sống. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ tự tử vì ung thư. Ừ. Người ta không có thất vọng, vẫn ừ. sống. Các chuyên gia luôn cho rằng chìa khóa của cuộc sống phải là đối mặt với cái chết. Không ai có thể sống tốt cho đến khi họ có thể chết tốt. Theo câu nói nổi tiếng của Samuel Johnson, khi một người biết mình sẽ bị treo cổ vào ngày hôm sau, tâm trí anh ta sẽ tập trung một cách rất là tuyệt vời đó là cái nhận xét rất là 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 cụ thể như vậy à, như vậy chúng ta thấy chắc chắn là mọi người ai cũng phải chết thế thì làm sao đối với chúng ta trong những ngày này chúng ta cũng chuẩn bị như vậy à, không ai thoát khỏi cái 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 chết nhưng mà chúng ta biết cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa mà chân thành mà nguyên tuyền mà đúng đắn thì chắc chắn chúng ta không có phải chết theo cái kiểu đó. Tức là chúng ta có thể chết thể lý, nhưng mà tinh thần thiên liêng chúng ta không chết, bởi vì linh hồn của chúng ta vẫn thuộc về Thiên Chúa. Có lẽ để kết thúc, tôi sẽ dùng những cái câu như thế này nhắc nhở cho chúng ta. Nếu còn một ngày thôi để sống, thì chúng ta làm sao? Nó là cái câu hỏi thôi. Nếu còn một ngày thôi để sống, ta có còn nhiều tham vọng nữa không? Có nói lời làm bút giá cõi lòng, hay giành giật hơn thua? trong danh lợi những cái chuyện đó nó đâu có còn quan trọng nữa mà quan trọng đó là tương quan tương quan của chúng ta với thiên chúa và tương quan của chúng ta với những người chung quanh nên đối với tôi tôi được ước như thế này nếu còn một giờ thôi để sống ta ước mình ở giữa những người thân tai lắng nghe lời kinh thống hối mắt ngước nhìn cứu chúa ở trên cao Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý anh chị đã tham gia chương trình cách tích cực. Cảm ơn ban kỹ thuật đã, đã chuẩn bị những bài hát, những hình ảnh rất là sống động và đẹp cho chương trình ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng kết thúc bằng bài hát chúa như một xuân tô đẹp ước mơ tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình chúa ngài luôn dõi bước dẫu đời đôi thay nào ai có biết tình ai luôn sắt son bền vững là chân thiên Anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta ơn Chúa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.